Xin chào quý khách hàng, đây là mẫu loa hạ tiễn được phát triển riêng bởi âm thanh số trí tâm của bên em Thì năm vừa rồi bên em rất là thành công cái mẫu loa này được sử dụng bass trap của B Audio Thì năm nay em sẽ cho nâng cấp cải tiến một tí xíu sau cái thành công trước đó ha mọi người Thì cái bass là vẫn giữ nguyên cho cái bass này được khai thác nó rất là tốt nha mọi người B Audio mã hiệu là SN2 La Mã 12MB Em này là 600W RMS độ nhạy 100dB cuộn coi là 76.2 em này cho tiếng ca rất là đã ha đặc biệt là cái độ nhạy nó cao mọi người do đó cái công suất nó cũng nhẹ và tiếng nó bung ra khá khá phơi riêng cái phần trep á thì năm nay em sẽ có cái sự nâng cấp so với năm vừa rồi năm vừa rồi thì sử dụng cái trep bi audio Trep neo còn năm nay em sẽ có hai phiên bản phiên bản thứ nhất sẽ sử dụng cái trep selection cd 14 cdx 143055 trép này trép nail coi 75 đó em nó là như vậy ha selection và bio là đều do hàng chính hãng phân phối là hoàng gia ha mọi người và cái phiên bản cao cấp hơn em sẽ sử dụng là cái trép của bnc mã hiệu là de 780 tn em này là 8 ôm em này thì cũng là cuộn coi 75 em này thì sản xuất tại ý hàng chính hãng xịn ha em này cũng xịn em kia cũng xịn và em bio audio em nào cũng xịn Bây giờ thì em sẽ sơ lược cái phần giá cho quý khách hàng cũng tham khảo ha. Thì cái bass vẫn sử dụng không đổi sẽ là Bass B Audio Trap Selection. Thì mình sẽ có đơn giá là 34 triệu một cặp. Còn nếu mình sử dụng cái bass vẫn không đổi B Audio và cái Trap nâng cấp lên chút xíu sử dụng Trap của BNC. Mã hiệu là DE780TN thì đơn giá sẽ là 38 triệu một cặp. Có nghĩa là sự trên là chỉ khác nhau về cái trap là nó đã trên nhau 4 triệu đồng hết mọi người. Đó là về phần bass trap có sự nâng cấp cải tiến như thế nào. Đúng không mọi người? Và tiếp theo à thông tin chia sẻ cho mọi người là vào ngày mai tức là ngày 9 tháng 3 năm 2024 thì bên em sẽ có một cái show em sẽ đánh một cái tiệc nhỏ nhỏ ở nhà hàng làng tre trên quận 12. Lặp lại nha, nhà hàng làng tre ở quận 12 quý khách hàng nào có tham khảo cái dòng này muốn nghe thử cái tiếng của em này thì cứ liên lạc cái số điện thoại em để cái góc bên tay trái màn hình nè cứ alo cho em ha đến đó 5 giờ chiều 5 giờ chiều ngày mai 9 tháng 3 thì anh em mình cùng giao lưu chút xíu ha rồi tiếp tục à, mình nâng cấp một cải tiến một tí xíu nữa đó là về cái phần vỏ thùng nha mọi người vỏ thùng vỏ thùng thì mình sẽ nâng cấp lên đó là cái lớp sơn nó sẽ là lớp sơn nhựa ở thời điểm hiện tại nha mọi người và cái hai cái bo viền ở phía sau mọi người thấy nó rất là tròn ha nó không còn vuông thành sắc cạnh như hồi trước đúng không mọi người à, thông tin của sản phẩm nó cũng rất là chi tiết rõ ràng em lấy ví dụ à, model sản phẩm sử dụng cái bát là gì sn 25 mã 12 mb cái chép là gì de 780 tn đây là cái cái mẫu cho cái thùng này à, tổng trở là bao nhiêu công sức là bao nhiêu và yêu cầu Recommend cái Amplifier là bao nhiêu Rất là rõ ha Bát chép sản xuất ở đâu rất là rõ Lắp ráp ở Việt Nam rất là rõ ràng chi tiết ha Đó là về thông tin sản phẩm Cái miếng này sẽ là miếng nhôm dày ly Và được Anode Sau đó mình sẽ khắc laser nha mọi người cái Này không in nha Này là khắc laser ha Đó là về thông tin sản phẩm Về rắc kết nối nè mọi người Nó sẽ rất là chi tiết rõ ràng So với cái phiên bản tiền nhiệm trước đó Cũng là tấm nhôm dày ly Được Anode màu đen Để nó không có bị oxy hóa ha mọi người và mình sẽ khắc laser cái này là khắc laser nha rồi thông tin rất là rõ ràng chi tiết đúng không mọi người kết nối là một cộng một trừ Jack niêu chính hãng xịn ha được thế ký riêng bởi âm thanh số trí tâm của bên em thông tin website của bên em nó cũng có ở đây đúng không chắc chắn mọi người sẽ sẽ hỏi là kế bên còn cái gì nữa đúng không kế bên sẽ là mẫu sản phẩm chính hãng cũng là lo hỏa tiễn của db acoustic mã hiệu sẽ là t 24 n Thông tin sản phẩm thì nó rất là rõ ràng chi tiết ở đây. Em sẽ đọc cho mọi người nghe ha. Nhiều khi cái số nó hơi bị hơi bị nhỏ đúng không mọi người. Cái công suất sẽ là 400 w và tổng trở sẽ là riêng cái em này tổng trở sẽ là 8 ohm nha mọi người. Rồi sẽ sử dụng là một cái trap, lộ thoát sẽ là 36. cuộn coi sẽ là 3 inch tức là coi 75 nha mọi người. Đáp tuyến em này là 65 cho tới 18 kg. Ok ha. Rồi, sơ lược về cái màu sơn mọi người có thể so sánh ha giữa cái phiên bản DB Acoustic hàng chính hãng này nó cũng sơn nhựa rất là đẹp như mọi người rất là đẹp và phiên bản được phát triển riêng với âm thanh số trí tâm của bên em cũng sơn nhựa rất là đẹp nhưng mà cái sản phẩm của bên em thì cái độ nhám nó sẽ nhám hơn so với cái phiên bản của DB Acoustic như vậy đúng không? Đối với sản phẩm của DB Acoustic thì nó sẽ có giá đâu đó là cũng trên dưới 30 triệu vòng vòng ở khoảng đó thì cái sản phẩm của bên em có vẻ giá nó khá nhỉnh hơn chút xíu, đúng không mọi người? thì à, tùy vào cái nhu cầu cũng như là cái khả năng tài chính của mình, nếu mà cái tầm giá mềm mềm vừa phải hợp lý thì mình sẽ chơi sản phẩm chính hãng của DB Acoustic. còn nếu mà mình thích các sản phẩm được phát triển riêng ba âm thanh số trí tầm của mình em thì mình có thể tham khảo dòng sản phẩm này, đúng không mọi người? em sẽ quay các cái góc cạnh cho mọi người xem ha. thì đây là hai cái à, mình sẽ có hai cái phiên bản nha mọi người, hai cái phiên bản nè mọi người có thể nhìn thấy rất là rõ, đúng không? một cái phần phiên bản sử dụng Trap selection và một phiên bản sử dụng cái trap BNC khá là rõ ràng đúng không cái thùng là không đổi em chỉ cần thay đổi cái tấm này và thay đổi cái phần tầng bên trong là mình sẽ có một cái sản phẩm tương ứng đúng không mọi người về cái trạm lo thì em sẽ chi tiết cho mọi người xem ha bởi vì khi lắp trên sản phẩm rồi thì mình không thấy được đó đơn giản nó là vậy thôi đúng không tất cả mình đều bắt ốc taro ren ha rồi rất là rõ ràng rất là chi tiết đúng không mọi người chắc chắn mọi người sẽ thắc mắc là tại sao còn cái con bnc đây không giới thiệu đúng không thì cái sản phẩm này em thấy lắp mẫu là họa tiện em thấy phí quá. Thấy tiết tiền quá. Sản phẩm này thì em sẽ ưu tiên lắp vào phiên bản Line Array. Line Array. Thì cũng như là cái bass này. Tức là cái bass BNC ấy, và cái trap BNC. Thì em sẽ ưu tiên lắp vào cái dòng loa mới. Đó là Line Array. Em sẽ giới thiệu trong cái thời gian rất rất là gần. Ha, mọi người. Tất cả sản phẩm của bên em đều là hàng chính hãng. Mọi người hoàn toàn yên tâm. Ha. Riêng BNC thì em sẽ nhập khẩu trực tiếp từ nhà sản xuất dưới dạng là nhà sản xuất loa có nghĩa là em nhập trực tiếp từ Ý về để thiết kế đóng vào thùng loa em chưa có kế hoạch bán lẻ nha mọi người thì à, thông tin lại một lần nữa vào ngày mai ngày 9 tháng 3 lúc 5 giờ chiều quý khách hàng có thể à, alo trực tiếp tại âm thanh số trí tâm của bên em số điện thoại em để góc trái màn hình để à, mình giao lưu và mình sẽ nghe thử chất lượng tiếng của cái dòng loa hòa tiễn được phát triển riêng bởi kênh của em và em sẽ là một cái show tại nhà hàng Làng Tre ở quận 12 ha. Quý khách hàng có nhu cầu thì cứ liên lạc trực tiếp lại với em ha. Về mặt hình dáng nè, em sẽ từ trên xuống dưới cho mọi người xem ha. Để mình nhìn bên trên á mình thấy nó 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 mỹ miều, nó đã như thế nào ha mọi người. Mặt trên ha, nhìn rất là gọn, đẹp, bo tròn viền các góc cạnh, đúng không? Sơn nhựa nhựa nhám nhám. Sơn này nó chống nước rất là tốt nha mọi người. Mình để nước trên đây thì nó sẽ không bám và không thấm vào vân gỗ ha. Đó là mặt trên, mặt sau là mình xem rồi đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ xem mặt dưới ha mặt dưới thì rất là quen thuộc đúng không cái này là do phản chiếu của cái ánh nắng á mọi người từ bên ngoài nó đi vào mọi người sẽ thấy một số vết ốp ố ố lên đó đúng không thì tụi em sẽ lau sơ một cái lớp bụi bám lên đó thì coi như là tút lại vẻ đẹp trai đúng không rồi cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này khách hàng nào đã đặt cái model sản phẩm này thì mình xem video này thì mình cũng biết đâu là sản phẩm của mình ha rồi cảm ơn mọi người